Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần livestream này Nếu như mà các bạn đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nhé, được không nào? Vì hiện tại thì bây giờ chị đã có mặt ở đây cùng với các em rồi Ngày hôm nay chúng mình có một cái buổi cuối cùng để tổng kết lại chiến dịch ôn thi học kỳ 1 cùng với chị Hiên Và sẽ có những cái món quà rất là đặc biệt dành cho các bạn tham gia vào buổi tối ngày hôm nay đấy Thế nên nếu như bạn nào mà đã lên rồi thì gửi lời chào tới chị nhé Ok, xin chào các bạn, chị đã bắt đầu nhìn thấy các bạn rồi Xin chào Phi Yến, xin chào em Xin chào Phương Thùy Ok các bạn ơi, chị có mặt ở đây rồi đây ạ Ok, xin chào Kim Oanh, xin chào em Các bạn ơi, hiện tại chị đã có mặt ở đây rồi Ừ, xin chào Trần Phương Nhi nhá Xin chào em Xin chào Văn Chiến Hiện tại đã có hơn 200 bạn đang xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi đúng không nào Các bạn ơi, ở những buổi trước thì chị Hiên đã cùng với các bạn ôn thi học kỳ về những cái tác phẩm bao gồm Thứ nhất, đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thứ hai là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thứ ba là ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Đường Thứ tư là bút ký Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau lượt qua một chút kiến thức về trích đoạn Đất nước chi trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các em nhé. Và đồng thời thì chị cũng sẽ giải đáp tập trung vào việc giải đáp các cái câu hỏi dành cho các bạn. Được không ạ? À, ngày hôm nay thì các bạn có thể đặt cho chị bất cứ một cái câu hỏi nào liên quan tới việc học văn Hay là những cái vấn đề mà các em đang gặp phải khi mà các em cảm thấy rằng là Môn văn là một cái môn cực kỳ nặng nề với các bạn Thì ngày hôm nay chị rất mong có thể trở thành người đồng hành và giúp đỡ các em giải quyết những cái vấn đề đó Có một cái thông tin dành cho các bạn đó là Sẽ có những bạn được nhận được tài liệu Ôn thi học kỳ 1 trong buổi tối ngày hôm nay Và đương nhiên là song song với đó thì cũng sẽ có một số những cái yêu cầu nhỏ xíu dành cho chúng mình Hãy nhanh chóng thực hiện thao tác nhỏ xíu này Sau đó nhắn tin về cho admin fanpage học văn fan chị Hiên Để có thể nhận được bộ tài liệu ôn thi học kỳ phần 1 các bạn nhé Được không ạ? À? Ôn thi học kỳ 1 phần 1 Và đây ạ, à, những cái thao tác mà chúng mình cần thực hiện như sau Thứ nhất đó là chúng mình hãy chia sẻ phần livestream này công khai ở hội nhóm hoặc ở trang cá nhân của các bạn đều được. Sau đó thì các bạn sẽ tác giúp chị ba người bạn của mình vào đây nhé Được không ạ? À? sau đó thì các em sẽ chụp lại ảnh màn hình uh, của cái việc mà các em đã làm nhắn tin cho admin fanpage học văn fan chị hiên và nhận tài liệu thôi ok không ạ uhm, chị chào các bạn chị chào các em rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần livestream này ồ oh, em rất hay bị mất điểm phần nghị luận xã hội chị ạ uhm, thật ra thì chị nghĩ rằng là cái câu nghị luận xã hội nó không phải là một cái câu khó thực sự là như vậy nếu như mà các bạn học tập trung thì các bạn sẽ thấy là cái câu này nó rất là đơn giản luôn Thật ra là chúng mình cần thời gian để chúng mình luyện tập thôi Bởi vì nếu như mà các bạn thuần thục thì các em có thể xử lý cái câu này rất là nhanh Được không ạ? Nhưng mà trước tiên thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau đã nhé Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau Ở trong phần ngày hôm nay Chúng ta cùng nói qua một chút về trích đoạn đất nước Trích trong trường ca mặt đường khát vọng Của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn nhé Được không nào? Trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng Được không ạ? Các bạn ơi, hãy nói cho chị biết với, là trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được viết vào năm bao nhiêu các bạn nhỉ? Nào cho chị một con số nào. OK, chị chào các bạn, chị chào các em. Nào nhanh chóng thực hiện các cái thao tác để chúng mình nhận tài liệu ôn tập thi ôn tập học kỳ 1 nhá, được không nào? Những cái thao tác đó bao gồm uh, chia sẻ uh, chia sẻ công khai phần livestream này, sau đó tác ba người bạn của mình là OK. Uh, Ước gì được chị Hiên chào, chị chị, chị chào thế nhất em nhá. Chị chào em Các bạn ơi Nào Hãy cho chị một con số Hãy cho chị một con số Hãy cho chị Hiên một con số Các bạn ơi hãy cho chị Hiên một con số ạ Và đây Câu hỏi ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên mà chị muốn dành cho các bạn Nào các bạn ơi Câu hỏi đầu tiên chị muốn dành cho các bạn đây ạ đó là trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thì được viết vào năm nào, được sáng tác vào năm nào nhỉ? Không biết là các bạn có nhớ không? Kem em ơi Nào Tập trung nào 1974 một, một, là sai rồi 1974 là sai rồi nhá 1974 là sai rồi nhá 1975 lại càng sai nhá Trời ơi là trời Kem em đang học cái gì vậy Và các bạn đang nhắc đến cái gì vậy hả các em Chị đang thực sự chưa hiểu đấy, thực sự là chị đang chưa hiểu đấy. Các bạn ơi, tập trung một chút xíu nào. Ok, xin chào các bạn. Xin chào các em. Nào. Có biết là sáng tác năm bao nhiêu không? Trời ơi là trời, cứ 1974 với 1975 ở đấy là sao? Rồi các bạn ơi, Trích đoạn đất nước, trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được sáng tác tại chiến khu Bình Trị Thiên vào năm 1971 và in lần đầu tiên vào năm 1974. Viết về sự thức tình của tuổi trẻ đô thị, vùng tạm chiến Việt Nam về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình xuống đường đấu tranh hòa nhịp với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Và phần trích đoạn đất nước này thì trích trong phần của chương 5, trường ca, À, và đây là một trong những đoạn thơ hay nhất về đề tài đất nước à, Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại Ok không ạ? Các bạn ơi, được chưa nào? Đấy là về thời điểm ra đời, các bạn nhớ giúp chị nhé 1971 Được không ạ? 1971 tại chiến khu Bình Trị Thiên Rồi ok Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau à, Nói qua một chút về cái nội dung Của trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng cùng với chị nhé Được không nào? Một lát nữa chị sẽ giải đáp tất cả những cái câu hỏi của các bạn đang băn khoăn và ngày hôm nay thì các em cứ chuẩn bị các cái câu hỏi đi nhá. Các em cứ chuẩn bị các cái câu hỏi đi. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có 9 câu thơ đầu. Đây là 9 câu thơ nói về gì nhỉ? À trả lời cho câu hỏi đất nước có tự bao giờ hay nói cách khác chính là nói về cội nguồn của đất nước. Đúng không? Chính là nói về cội nguồn của đất nước. Ok chưa ạ? Chúng mình có đoạn thơ tiếp theo. À, đó là lý giải về cái gì nhỉ? À, lý giải về không gian. Được không ạ? À? Đất nước là gì? Đúng không ạ? À? Chúng mình sẽ có 2 2 4 6 8 9 10 11 12 13. Được không ạ? À? Đây chúng mình sẽ có 14 câu thơ 13 câu thơ tiếp theo. Đó là gì ạ? Đó là đất nước là gì? Và sẽ được nhìn trên góc độ không gian địa lý và thời gian lịch sử. Được không nào? Không gian địa lý và thời gian lịch sử. Ok chưa ạ? À chúng mình sẽ có 2 4 6 7 câu tiếp theo đó là gì ạ? đó là lời dặn dò về sự nối tiếp phát triển của những thế hệ con người, được không ạ? À? đây là chị chia nhỏ nhá. thật ra là mình có thể chia nhiều hơn nữa nhưng mà ở đây chị chia nhỏ một chút xíu để các bạn có thể chủ động trong cái việc học. thì đây chúng mình có một cái lời nhắn nhủ, được không ạ? À? lời nhắn nhủ về sự nối tiếp phát triển của thế hệ con người. Và tiếp theo chúng ta lại có thêm một cái lời nhắn nhủ nữa với 2 4 6 8 9 được không ạ? À? 10 11 12 13, 13 câu thơ tiếp theo. Chúng ta tiếp tục có thêm một cái lời nhắn nhủ cho cái gì ạ? À? Cho những thế hệ mai sau. Được không nào? Chúng ta có lời nhắn nhủ về trách nhiệm cá nhân của mỗi con người. Lời nhắn nhủ về trách nhiệm cá nhân của mỗi con người trách nhiệm cá nhân của mỗi con người được không nào và chúng mình sẽ có tiếp một đoạn đó là từ câu những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước mình những núi những núi vọng phu cho đến để đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Đây sẽ là đoạn thơ lý giải cho câu hỏi đất nước là của ai. Được không ạ? Hay nói cách khác, chính là tư tưởng đất nước của nhân dân và phần còn lại ạ đó chính là khúc vĩ thanh chủ thể làm nên đất nước đấy được không ạ còn lại chúng ta có khúc vĩ thanh nói chung ấy ở trong cái trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng này các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy rất là dài nhưng mà có một cái vấn đề là khi mà chúng ta chia thành từng phần từng đoạn ấy thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là dễ học chứ không phải là dài và khó giống như là các bạn nghĩ được không ạ rồi các bạn ơi Quay trở lại cùng với chị nào <laughs> Một số bạn thì đang tác những người bạn của mình Rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau Đưa ra những cái câu hỏi cho chị Về những cái băn khoăn thắc mắc của các em nhé Được không nào Các bạn ơi các em sẽ đưa ra những cái băn khoăn thắc mắc của các bạn dành cho chị ở trong buổi tối ngày hôm nay về việc học môn Văn. Và trong cái khuôn khổ mà chị có thể trả lời cho các bạn thì chị sẽ giải đáp cho các bạn những cái vấn đề mà các bạn đang khúc mắc nhá. Thế nên trước tiên là các bạn sẽ giúp cho chị đưa ra những cái câu hỏi, những cái vấn đề các em đang băn khoăn là gì để chị sẽ giải đáp ngay cho các bạn ở trên phần livestream này. Thực sự là rất là hiếm hoi khi mà chị có thời gian để ngồi lại cùng với các bạn để có thể chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề liên quan tới khó khăn của các bạn. Thế nên là chị muốn là bản thân các bạn bây giờ nếu như các em đang có câu hỏi Thì chị sẽ giúp cho các bạn giải đáp những cái vấn đề liên quan tới học việc học môn văn Ok không ạ? À? Nào các bạn ơi À cách so sánh hai tác phẩm đúng không? Đây là một trong những cái dạng đề rất là khó đấy Thực sự là như vậy Bởi vì là cái dung lượng kiến thức của mình dường như là gấp đôi luôn nhưng mà các bạn sẽ lưu ý giúp chị là đối với cái việc so sánh hai tác phẩm thì ở trong phần mở bài đương nhiên các bạn phải nhắc tới cả hai cái đối tượng và vấn đề các bạn đem ra so sánh là gì rồi. Sau đó phần thân bài luận điểm 1 vẫn là tác giả tác phẩm nhưng các em sẽ trình bày về cả hai khía cạnh, cả tác giả tác phẩm của tác phẩm 1 và tác phẩm 2 nhá. Sau đó phần phân tích thì các em phân tích um, tác phẩm 1, sau đó phân tích tác phẩm 2. Luận điểm 3 của chúng mình các em sẽ tiến hành so sánh, luận điểm 4 các em đi lý giải nguyên nhân tại sao lại có sự khác biệt như vậy và các bạn có thể tổng kết luôn ở đây hoặc tách ra thêm một cái luận điểm nữa, luận điểm số 5 để các bạn tổng kết Và sau đó các bạn kết bài thôi Thì đấy là cái sườn mà chúng mình sẽ đi Được không ạ? À? Làm sao để viết văn hay hả chị? Đây là câu hỏi mà rất là nhiều bạn đặt ra cho chị Thì chị muốn giải đáp với các bạn là như thế này Đó chính là để có thể hình thành được một bài văn hay ấy, Chúng mình sẽ phải bao gồm những cái yếu tố như sau Thứ nhất, đó là cái phần xác định đề bài của các bạn phải đúng sau khi xác định đề bài đúng xong các bạn sẽ xác định được dạng đề có nghĩa là các bạn phải có biết phương pháp làm cái dạng đề đó là như thế nào để giống như việc các bạn cầm một cái tấm bản đồ để các bạn tìm đến đích ấy ok chưa ạ thế sau khi mà các bạn đã có được cái phần sau khi mà các em đã có được cái bản đồ đúng rồi cái sườn đi đúng rồi thì bắt buộc là các bạn phải có một cái kiến thức nền thật là chắc về cái phần mà các em đang viết. Các em phô diễn cái phần kiến thức nền đó ra, kết hợp với cái sự diễn đạt rất là tinh tế và uyển chuyển của các bạn, cộng thêm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng phong phú, được không ạ? À? Thì chị tin chắc là các bạn sẽ có một cái bài viết rất là hay đấy. Đương nhiên là chúng mình cũng phải đảm bảo thời gian nữa, chứ không thể nào mà người ta cho hai tiếng mà chúng ta viết trong 3 tiếng mới xong bài thì chắc chắn là các bạn sẽ bị trễ giờ đấy. Thế nên là các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Thêm vào đó thì còn một số những cái lý do bên ngoài khác, ví dụ như là các bạn phải viết chữ đẹp một chút này để cho dễ đọc này tốc độ chấm bài cũng sẽ nhanh hơn và cái thiện cảm dành cho bài viết của các bạn cũng tốt hơn này và thêm một cái nữa mà các bạn có thể lưu tâm đó là chúng ta hàng ngày đọc thật là nhiều để rèn luyện cái vốn từ của mình tạo ra cho mình một cái cách viết riêng chất viết riêng ok không ạ nhá được không nào các bạn ơi ok không ạ sau khi mà các bạn xem hết cái phần like này rồi, phần phát trực tiếp này rồi thì các bạn mới nhắn tin để xin tài liệu nha, lúc đấy mới được nha. Ừ. Uhm. Chị ơi, mình nên tự học ý để triển khai hay viết cho mình một bài văn rồi học theo ạ? À. Chị thì chị nghĩ rằng chúng mình nên kết hợp. Khi mà học bất cứ một cái mảng kiến thức văn nào ấy, chị hiên hay bằng từ khóa trước. Và sau khi mà học bằng từ khóa xong là chị bắt đầu chị tự ngồi, chị diễn đạt lại. Và bản thân chị cảm thấy cái cách học này rất là hiệu quả. Chị lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này để các em có thể hiểu được nhá. Vấn đề là như thế này ạ. À. Ví dụ chị học với tác giả Xuân Quỳnh hay là học, học với tác giả Quang Dũng chị bắt đầu đưa ra một cái bộ từ khóa về tác giả Quang Dũng ạ, à. bao gồm thứ nhất, đây là nhà thơ gì ạ? À? à thường viết về đề tài người lính và đề và đề tài quê hương xứ Đoài mây trắng của mình này. Đây là một nhà thơ rất là đa tài này. Được không ạ? À? à sau đó đến cái đề tài thường viết là gì này? Bao gồm hai đề tài chính này, đó là về người lính và đề tài quê hương này được không ạ à? đấy chúng ta đưa lần lượt ra những cái từ khóa như vậy và sau đó các bạn sẽ ngồi lại và các bạn làm luôn một cái thao tác đó chính là chúng mình tự diễn đạt lại thì cái phần diễn đạt lại này các em có thể tự nói bằng miệng các em trước nói trước sau đó các bạn sẽ ghi lại để chúng mình trau chuốt từng lời văn chẳng hạn thì đây ví dụ đối với tác giả quang dũng thì các em có thể trau chuốt lại tự diễn đạt lại bằng cách là gì ạ à quang dũng được biết tới trong nền văn, văn học việt nam hiện đại là một người nghệ sĩ đa tài làm thơ viết văn vẽ tranh soạn nhạc thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả thế nhưng quang dũng vẫn được bạn đọc biết tới với, với tư cách trước tiên của một nhà thơ. Đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn đó là đề tài viết về quê hương và đề tài người lính, được không ạ? À? Đề tài viết về quê hương và đề tài người lính. OK chưa nào? À, sau đó thì chúng ta nói tiếp. Đây là một trong số những tác giả rất tiêu biểu của thơ ca à, Việt Nam hiện đại trong thời kỳ kháng chiến chống pháp à, xuất hiện trong gì à? à? Để lại ấn tượng trong người đọc với một cái phong cách hồn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa. Ví dụ là như thế, nhá. Làm gì để chúng ta có được cảm hứng học văn hả chị? Chị thì chị nghĩ rằng là thật ra đấy như chị nói với các em rồi. Chúng ta muốn học tốt một cái gì hay làm tốt một công việc gì thì đương nhiên niềm yêu thích, cái sự đam mê của chúng ta là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải trang bị cho chính mình. Thế nên nếu như chị nghĩ rằng em chưa sẵn sàng để học môn văn, vậy thì hãy bằng mọi cách tìm cái cảm hứng cho mình. Đặc biệt đối với một cái môn học mà đặc thù như môn văn ấy mà em không có được cái cảm hứng thì chị nghĩ rằng sẽ rất là khó để các bạn có thể tiếp cận được với môn học này chưa gì nó chưa nói gì đến việc là chúng ta học sâu được không ạ rồi các bạn ơi có câu hỏi gì không ạ hãy cho chị biết chị sẽ giải đáp giúp cho các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay được không nào <laughs> học thử đi học thử đi bạn rồi mê á đi khai phá tâm một mình chuẩn xác đấy rồi à, các bạn ơi nào đặt ra một vài câu hỏi cho chị nào được không ạ hãy nhớ là câu hỏi trong khuôn khổ của chương trình môn ngữ văn nhá chị sẽ giúp các bạn giải đáp chính xác khi mà chúng ta yêu một cái gì đó rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm nó tốt hơn rất là nhiều đấy à phần liên hệ mở rộng ạ à, các bạn ơi chị Hiên học phần liên hệ mở rộng thì chị thường hay làm một cái bảng Tức là ở trong cái bảng đó ấy thì chị hay giống như kiểu là đối với bài Tây Tiến à đối với 14 câu thơ đầu tiên thì có những cái ngữ liệu nào có thể liên hệ mở rộng được chị sưu tầm chị viết vào cái bảng đó luôn. Thế tự nhiên chị hình thành được một cái quyển liên hệ mở rộng kiểu xịn sò luôn ấy. Thế xong bắt đầu là chị cứ dùng đi dùng lại thế này đến lúc chị quen chị thuộc luôn. Đấy kiểu vậy. Được không ạ? À? Phần đọc hiểu có gì khó đâu nhở? Thật ra cái phần kiến thức trong phần đọc hiểu nó chỉ bao gồm hai phần chính thôi. Thứ nhất là cái kiến thức cơ bản về ngữ pháp trước, còn một cái kiến thức là về phần thông hiểu. Đơn giản mà nhỏ đâu có gì đâu. À, chị có chuẩn bị làm chiến dịch tiếp theo không? Chị có chứ. À, chị từ tháng 1 chị có ra thêm khóa học nào không? Chị thì chị nghĩ rằng là nếu như mà các bạn muốn muốn học khóa học thì các em đăng ký luôn khóa học lớp 12 đi nhá. À, chị xin lỗi. Khóa học tháng 12 nhá. Tại vì đừng đợi đến tháng 1 ạ. À đợi đến tháng 1 là chúng ta trễ mất mấy tuần nữa rồi à, tháng 12 này chị có một cái khóa học vip toàn diện và một cái khóa học cốt văn để rèn viết thì các bạn có thể tham khảo luôn Ok chưa nào không còn nhiều thời gian nữa đâu Liên hệ chị ạ, à, em bị lọng cọng ở phần đó. Thật ra thì cái phần liên hệ này chị đã từng nói với các bạn rồi, chị bảo là cái phần này phải phụ thuộc vào cái sự linh hoạt của các bạn. Tức là nó phải phụ thuộc vào cái tư duy của các bạn cơ, chứ bởi vì là cái phần liên hệ này thì nó không có bất cứ một quy tắc nào cả. Tùy vào từng trường hợp chỗ nào chúng ta cũng có thể liên hệ mở rộng được để làm cho cái bài viết phong phú và tôn vinh cái ý mà chúng ta đang muốn làm sáng tỏ lên. Nhưng mà một trong những cái phần mà chị cảm thấy là bởi vì các bạn không biết linh hoạt, các bạn cứ đưa nó vào giống như là việc các bạn lắp vào một cái bức tranh nhưng mà nó không 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 hợp lý. Ấy, kiểu vậy, được không nào Phân tích vẻ đẹp người phụ nữ Qua hình ảnh sóng bao gồm những ý chính nào Đây là một đề bài rất dễ, em chủ động làm nhá Chị ơi, viết thế nào để không bị dài dòng mạng Vậy thì viết nhiều đi Viết nhiều để tự tiết chế lại, được không ạ Viết nhiều để xem là mình đang viết dài bao nhiêu Và biết được mình viết dài bao nhiêu Thì mình sẽ cắt bớt đi, nhá Rồi <laughs> à, Các bạn ơi Nào không biết là có ai ở đây Không biết là có ai ở đây đang muốn là chị kèm văn cho các bạn không nhở À chị à, Gì đây ạ à? Mở bài trích hết phần thơ đề bài vào ạ à. Các bạn ơi cái này còn tùy nhá Nếu như cái đoạn thơ mà người ta cho các bạn quá dài Thì các bạn có thể chấm chấm được không nào Rồi à, làm sao cho mượt khi liên hệ ấy chị Chị đã nói rồi Cái phần này phải phụ thuộc vào cái việc là các bạn viết nhiều Và trải nghiệm nhiều Vì ở mỗi phần nó sẽ có một cái cách liên hệ rất là riêng OK không nào? Viết nghị luận xã hội em hay bị lạc đề rồi viết lan man. Chị thì chị có một cái cách rất hay cho em như thế này, tức là trước khi mà em viết ấy, em ngồi vào bàn em lấy tờ giấy em gạch cái phần mà em chỉ được viết đến đó thôi. Hiểu chị không? Em chỉ được viết đến đó thôi. Và bài nào em cũng luyện tập như vậy cho chị, chị chắc chắn là em sẽ tiến bộ và cái dung lượng của em sẽ được tiết chế và em sẽ thay đổi rất là nhiều. Được không nào? À, có chị ơi à, rất là nhiều bạn kèm em với. <laughs> rồi các bạn ơi làm sao để viết văn có cảm xúc ạ à? em yêu nó đi bởi vì em yêu cái tác phẩm đấy rồi thì em sẽ có cảm xúc để viết tác phẩm đấy thôi được không nào em yêu tác phẩm đó rồi thì chắc chắn em sẽ có cảm xúc để viết tác phẩm đấy đấy là cái lời khuyên duy nhất của chị dành cho em được không nào các bạn ơi còn câu hỏi gì nữa không ạ à? <laughs> còn câu hỏi gì nữa không các em uhm, muốn đọc phun người lái đò sông đà ở đâu ạ à? em tìm trên mạng hoài mà không có <laughs> à em muốn chị kèm em học văn ạ à. em muốn chị kèm ở đây có rất là nhiều bạn kiểu như là đang khẩn thiết em chị ơi rồi các bạn ơi yên tâm là chị hiên sẽ có rất là nhiều những cái chiến dịch free cho các bạn để cùng với các bạn học cùng với các bạn học văn tốt hơn và điều quan trọng nhất chị vẫn muốn làm là phải giúp cho các em yêu cái môn học này hơn đã đấy mới là cái điều cốt lõi ạ à. bởi vì nếu như mà các bạn không yêu thì sẽ rất là khó để làm bất cứ một cái gì đó Chị chữa mấy đề nghị luận xã hội đi ạ à? Đăng Minh ơi chị đã từng chữa khá là nhiều đề nghị luận xã hội rồi Em có thể tìm lại những cái phần phát trực tiếp của chị nhá À em nữa chị ơi Chị hiên chốt cho em biết may mắn đi Bây giờ chị chưa chốt đâu Phải đến khi nào gần thi thì chị mới chốt nhá Được không nào Hiện tại thì chị đang kèm chính cho các bạn học lớp 11 và lớp 12 em nhá Được không nào À chị có thể nói... À, mở hẳn một lớp dạy đọc hiểu và nghị luận xã hội đi chị ạ à. Các em ơi, cái phần này thì thật ra Cái phần kiến thức nó không nhiều Chị cảm thấy nếu như để các bạn học riêng thì nó khá là phí Thế nên nếu như mà được thì các bạn cứ Các em cứ nhắn Các em cứ tìm hiểu về khóa học toàn diện nhá Vì quan trọng nhất là chúng mình phải học toàn bộ kiến thức Và chúng mình phải được làm đề, phải được thực chiến cơ Ok chưa nào? nhá Chị ơi, học kỳ 1 ra bài gì đấy Chị nói rồi, chỉ vào những cái tác phẩm mà các em học trong kỳ 1 thôi Nhá <laughs> À, chị đã từng chữa rồi đăng minh ạ à? chị nhắc lại với em một lần nữa một lần nữa là như vậy nhá rồi à, làm sao để viết văn bay bổng chị thì chị nghĩ hiền ơi trước tiên em hãy nói đến cái việc là chúng ta viết văn như thế nào cho nó chắc chắn đã đi chắc chắn trước khi bay bổng em nhé vì nếu như em chưa chắc chắn mà em đã thích cái cảm giác bay bổng là rất là dễ cái em sẽ bị dài dòng lan man luôn đấy rồi viết nhiều mà không hiệu quả rồi à... <laughs> có vẻ như là các bạn nó rất là sôi nổi <laughs> thế à <laughs> chị làm em yêu văn rồi uh, tâm hồn nhạy cảm lắm cũng tùy thôi cũng tùy cũng tùy đấy rồi các bạn ơi có câu hỏi gì không ạ cứ đáp thoải mái em sắp thi học sinh giỏi rồi lo quá chúc cho em sẽ đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi này nhá cố gắng lên được không ạ rồi sông đà khó quá chị ạ à? chị đã hướng dẫn cho các bạn rất cụ thể và tặng cho các bạn cả cái sườn để các bạn học rồi mà chăm chỉ lên nhá mình vẫn còn đang lười mình không chăm chỉ thì làm sao mà mình than trách là cái đấy khó quá được lăn xả vào đã nhá à... <laughs> học văn cần có tố chất chị nghĩ là tố chất chỉ là một phần thôi nhưng mà cần cù cũng chính là một trong những loại tài năng thiên bẩm nên chị nghĩ là những người có tố chất mà lười biếng cũng không thể nào bằng những người mà tố chất của họ ít hơn nhưng mà họ chăm chỉ nên chị nghĩ chăm chỉ vẫn là chiếc chiều khóa duy nhất em ạ Rồi à, Mấy người ế cũng văn chương ghê lắm nha <laughs> Không biết ở đây có ai ế không Rồi Người lái đò sông Đà vừa hôm kia có giảng rồi Sau đấy còn tặng cho cái phần sườn rồi Không biết là đã xem chưa Rồi Các bạn ơi à, Chị ơi Học kỳ 1 Chứ chị đã nói rồi Học kỳ 1 thì chỉ ôn trọng tâm tất cả các bài đó thôi Ok không ạ? Làm sao để học thuộc dẫn chứng người lái đò? Như chị đã nói thì chúng ta cứ phân tách thành những cái ý càng nhỏ càng tốt và các em sẽ học theo cái sơ đồ tư duy trước. Được không ạ? À? Các bạn sẽ học theo cái sơ đồ tư duy trước. Ok chưa? Thì cái sơ đồ tư duy các bạn cứ chia các cái ý nhỏ và dùng các từ khóa để ghi nhớ. Nhiều khi cái từ khóa mà các bạn còn bị quên ấy thì chị thì chị nghĩ rằng là bản thân các bạn có thể uh, biến những cái từ khóa đó thành những cái hình ảnh những cái hình ảnh mà kiểu nó gần gũi với các em ấy thì khi mà các em kiểu giống như là các em mã hóa được cái từ khóa đó bằng một cái hình ảnh rồi thì không bao giờ các em quên được. Thực sự là như vậy. <laughs> Mấy tâm thư của chị. <laughs> các bạn dạo này hay bị stress à, hay bị uh, căng thẳng à, đúng không? Bởi vì chị cũng đã từng trải qua cái giai đoạn giống như các em rồi. Cái cái cảm giác giống như các em bây giờ là cái cảm giác sợ hãi lắm. <laughs> giống như kiểu là mình ngủ quên thêm một tí thôi, tự nhiên mình ngủ gục trên bàn học ấy. Là tự nhiên cái cảm giác bùng dậy Xong rồi kiểu lo lắng một cách kinh khủng luôn ấy Rằng là ôi trời ơi tại sao còn nhiều bài vở như thế này Bao nhiêu kiến thức như thế này mà mình lại ngủ quên Tại sao mà kiểu Bao nhiêu người ta đang học rất chăm chỉ Mà mình lại lười biếng như thế Kiểu như vậy đúng không Thế xong rồi tự nhiên cái cảm giác đấy khiến cho bản thân mình cũng Vừa sợ mà vừa lo Vừa hụt thẫn nhưng mà lại cảm thấy là Ôi mình tiếc quá Bây giờ trời đang rất là rét chỉ muốn chui vào chăn ấm để ngủ một giấc Ngon lành thôi Nhưng mà cũng sợ đúng không ạ sợ sợ rằng là mình sẽ ngủ thêm mấy tiếng thì người ta cũng đang cố gắng thêm mấy tiếng cái cảm giác cái chị biết mà chị đã từng trải qua rồi nhưng mà chị tin rằng là thật ra tất cả những cái gì mà các em đang phải trải qua ở thời điểm hiện tại sẽ là một trong những cái mà khiến cho các bạn rất là rắn giỏi rất là cứng cỏi sau này ai mà chẳng phải trải qua những cái thời điểm như thế được không ạ à? ai mà chẳng trải qua những thời điểm như thế nếu như mà chúng mình mà không 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 trải qua những cái thời điểm như thế thì chúng mình sẽ không thể nào mà trưởng thành được. Được không ạ? À? Nên chị mong rằng là bản thân các bạn phải cố gắng lên, các em phải nỗ lực lên. Được không nào? À. Được không nào? Phải cố gắng lên các em ạ, à. không không được lùi bước nhá, không được chùn bước nhá. Được không? Cố gắng lên dù chị biết là vất vả chứ. Giai đoạn này là giai đoạn vất vả mà nhiều khi mình đã cố gắng rồi mà cái cái mục tiêu mình mong muốn lại không đạt được ấy. Thế xong tự nhiên mình lại cảm thấy buồn hơn nữa Rằng là ui tại sao cuộc sống này bất công như vậy Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là Khi mà chúng ta đối mặt với bất cứ một cái khó khăn nào Thì các bạn không nên kêu than Mà hãy gọi là thẳng thắn đối mặt Có thể ngày hôm nay chúng ta thất bại Nhưng ngày mai có thể chúng ta sẽ bắt đầu làm lại Và chúng ta sẽ không thất bại nữa Nên là chị thì chị nghĩ rằng là các bạn hãy cố gắng lên nhá nhiều khi áp lực chị biết là các bạn cũng kiểu kiểu nước mắt không hiểu sao mà nó cứ chảy ra ấy. kiểu cảm giác như là mình lúc đấy mình cảm thấy rằng là kiểu mình bất lực một cách kinh khủng luôn đấy rằng là tại sao mình lại không làm được cái việc đấy tại sao được câu đơn giản như thế mà mình còn làm sai giống như kiểu các bạn trách mình lắm luôn ấy nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là mọi điều xảy ra nó đều có cái nguyên nhân và đều có lý do và tất cả đều nhằm một cái mục đích là bản thân các bạn sẽ trưởng thành nên chị thì chị mong muốn một điều duy nhất rằng là bản thân các em phải cố gắng lên được không ạ à? các em phải tin tưởng vào chính bản thân mình và đừng bao giờ bỏ cuộc đừng bao giờ gục ngã nhá đôi khi cảm thấy mệt mỏi quá ừ ok khóc cũng được không sao hết đấy là diễn biến tâm lý bình thường mà đấy là những cái điều bình thường mà chị thấy nó đâu có gì đáng xấu hổ đâu đôi khi chỉ sợ nhất là chúng mình lại không thể nào mà khóc được ấy thì nó mới là cái sự sợ hãi còn nếu như các bạn khóc được không sao hết hãy khóc đi cho nhẹ lòng rồi để ngày mai bắt đầu một ngày mới chúng ta lại bắt đầu lại tất cả mọi thứ và chúng ta lại trở nên dũng cảm hơn và can đảm hơn tiếp tục học tập thật chăm chỉ được không nhá Chị mong là như vậy Và chị tin rằng là cái giai đoạn khó khăn này rồi sẽ qua thôi Các em biết không Bây giờ là cái giai đoạn mà có thể dễ thở hơn với các bạn một chút Nhưng mà sau khi Tết ra ấy, Tự nhiên bao nhiêu thứ nó đổ rồi đến đôi vai bé nhỏ của mình ấy. Và bản thân mình cảm thấy rằng là Ôi mọi thứ xung quanh tại sao trôi nhanh như thế Thời gian tại sao trôi nhanh như thế Thế nên là chị mong rằng là ở thời điểm hiện tại còn đang là cái thời gian thư thả. Các em đừng đừng lãng phí thời gian của mình nữa. Hãy cố gắng chăm chỉ học đi. Chị nói ở đây không nhất thiết là các bạn phải dành tất cả thời gian để học văn. Hãy chia đều thời gian để học những cái môn quan trọng đối với các em. Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là các em không được bỏ tức là ban quan trọng là các em không được bỏ phí thời gian. Các em, phải, các em phải cố gắng lên Các em phải coi trọng thời gian của mình Quý trọng thời gian của mình và học hành chăm chỉ lên Chứ đừng để cho cái trường hợp là đấy mình cứ làm rồi đến lúc mình lại tự trách chính bản thân mình Được không ạ? À? Nhá Rồi Chị tin là là Ở thời điểm hiện tại bây giờ có Gần một triệu sĩ tử đang chuẩn bị bước vào kỳ thi năm nay Thì chị nghĩ rằng là Gần một triệu sĩ tử đều mang một cái tâm lý như nhau Được không ạ? À? Đều mang một cái tâm lý như nhau thôi Không bạn nào khá hơn các em cả Tất cả mọi người đều đang mang những cái tâm lý như thế Nhưng cái điều quan trọng là Bản thân ai biết vượt lên những cái đó Đấy mới là cái điều quan trọng các em ạ à. Đấy mới là cái điều quan trọng Chị ơi có nên học thuộc không ạ? À? Tất nhiên rồi Nếu như các em có cái khả năng học thuộc Thì đấy là một cái khả năng rất là tuyệt vời đấy Rồi ok Huyền Trang à, Vẫn còn nhớ lúc ôn thi với chị <laughs> Giờ thì qua hết rồi nhở Giờ thì lên đại học và qua hết rồi Đúng không? Ừ, cố gắng nhá Chị nhìn thấy các em bây giờ trở thành những bạn sinh viên kiểu rất là xinh đẹp, trẻ trung năng động ấy, chị cảm thấy đúng là bao nhiêu những cái vất vả của mình bỏ ra đều cảm thấy rất là thoải mái, rất là thỏa đáng. Các bạn ơi, nào có câu hỏi gì nữa không ạ? À? Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Lâu lắm thì mới có thời gian ngồi để nói chuyện với các bạn như thế này Những cái ngày trước ấy, bắt đầu livestream cùng với các bạn là chỉ suốt ngày dậy 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 thôi Tức là lúc nào cũng kiến thức văn thôi nhở Kiểu cảm giác các bạn cũng kiểu mệt mỏi khi gặp chị ấy, Bảo là đã đang muốn ngủ rồi, tự nhiên chị lại phát trực tiếp làm em lại phải ngoi dậy Bởi vì không ngoi dậy thì lại sợ chúng bạn nó vào học mất mà mình bị bỏ lỡ mất cái phần kiến thức đấy Nhỡ có gì hay ho thì sao kiểu thế đúng không Nhưng mà bây giờ thì đấy <laughs> chị biết mà tâm lý chung thấy không ạ Chị biết mà tâm lý chung tâm lý chung à, Các bạn ơi chị có một cái thông tin nóng hổi muốn thông báo với các bạn đó chính là sắp tới thì chị sẽ có một cái buổi ra mắt sách và cái sách được ra mắt này chính là bộ số tay văn học phiên bản giới hạn chỉ có 300 bộ thôi thế nên là nếu như mà bạn nào muốn có thể trở thành một người may mắn duy nhất à, tặng free cái cuốn tặng free cái bộ sách đấy thì hãy chờ đón cái buổi ra mắt sách và trở thành một người gọi là tương tác nhiều nhất để nhận được cái món quà đó nhá ok không nhá ok không nào à... chị thấy vẫn còn khá là nhiều những cái câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra cho chị đúng không Chị thấy còn khá là nhiều những cái câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra cho chị. Ok. Phần nghệ thuật, em muốn dành một đoạn nghệ thuật để điểm cao mà thường đoạn đó bị khô khan. Cái vấn đề nằm ở chỗ là 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 em viết lúc nào cũng theo một cái khuôn khổ nhất định có nghĩa là em lúc nào cũng gọi là trong cái tác phẩm đó thì sử dụng uh, những cái biện pháp tu từ này, sử dụng cái cách diễn đạt này, trần thuật này và từ đó tạo ra cái tác dụng gì kiểu kiểu vậy. Mà em lại thiếu đi những cái đánh giá, những cái nhận định, những cái cách viết khác nó mới mẻ hơn. Nên chị chị nghĩ là để có thể khắc phục cái việc này thì không còn cách nào khác là em bắt buộc phải tham khảo những cái cách viết khác thôi, được không ạ? À? Bắt buộc là em phải tham khảo những cái bài viết uh, hay, những cái bài viết mẫu để dựa vào đấy Em xem là cái cách họ viết như thế nào và biến thành cái cách của mình Em nhớ, không còn cách nào khác đâu ạ à. Thực sự là như vậy, không còn cách nào khác nhá Được không Kiều Diễm? Rồi, uh, lớp 12 các em nhá Lớp 12, lớp 12 nhá, lớp 12 nhá Rồi, các bạn ơi, có lẽ là ngày... <laughs> yên tâm, hóng chị ra sách quá, hu hu chỉ có 300 bạn duy nhất được sử dụng phiên bản này thôi. Bởi vì đây là phiên bản cực kỳ cực kỳ là đặc biệt được không ạ? À? Nó khác hoàn toàn luôn. Các em phải hiểu là chị tỉ mỉ đến cái mức là bìa sách lần này là chị thuê một bạn vẽ bìa sách và trong bìa sách đó thì ẩn chứa rất là nhiều những cái thông điệp ở trong các cái tác phẩm mà có vẻ như các bạn sẽ phải soi thật kỹ thì các bạn mới nhìn ra. Được không ạ? À? Nhá. Được không nào? Các bạn mới nhìn ra được. Thế nên là nếu như mà ai muốn đặt trước sách thì hãy nhắn tin cho admin Fanpage Học Văn chị Yên nhá Rồi, các bạn ơi, có lẽ là buổi tối ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Chị xin thay mặt cho team chị Hiên một lần nữa Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bởi vì các bạn đã đồng hành cùng với chị trong năm ngày qua Để chúng mình cùng nhau ôn tập và lượt lại những cái phần kiến thức rất là tiêu biểu Của các tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12 Và chị mong rằng là bản thân các bạn đã học hỏi được một cái điều gì đó qua cái chiến dịch vừa rồi Được không ạ? Cảm ơn các em rất nhiều Và sớm hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo cùng với chị nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và ấm áp nhé. Bye bye.